nó quay đúng nè, một hai ba tám hướng nè, tám hướng nè, bốn hướng nè, 18 hướng thằng quan chứng minh nè, tắm đổ xuống cho này để lấy cho một chiêu này để cho hết 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 được coi nè, đó nè, nó trong xí ngộ hoàng cung nè. Số đấy giờ nó này nó này gấp giờ bên điện thoại thì cô Huệ cũng báo cáo về cái tình trạng của cô cũng rất là đặc biệt. Cho nên là hôm nay thì Tiến Dũng đến đây để gặp cô và mời bà con mình nghe chia sẻ qua câu chuyện của cô nhé. Dạ chào cô Huệ. Chào chú. Dạ cho cô hỏi cô Huệ năm nay bao nhiêu tuổi cô Huệ? Cô năm nay gần 60. Dạ, coi như là cô Huệ xem cái video của thầy Hai đó. Ở Búi Dài đó thì cô Huệ muốn đến để gặp thầy Hai. Để nhờ thầy Hai giúp cho cô là cô trước đây mình bị những cái chứng bệnh như thế nào mà cô tìm thầy Hai vậy? Bệnh thì trong mình nó đau hoài mà đi bác sĩ thì không hết. Mà coi thì không ra bệnh. Đau là đau là sao cô? Nó đau, nó nhức cùng mình hết trơn, nó nhức mà nó nhức chịu không nổi. Cái bụng thì nó làm nó căng cái bụng. Mà cái lưng thì nó lói hết, cái lưng nó lói mà. Nó nóng như là lửa vậy đó. Vậy hả? Rồi cái bắt đầu cái bác sĩ đi ra thành phố, bác sĩ khám. Khám thì nó đau điện tim thì nó không có sao. Rồi thử máu cũng không có gì, máu chỉ mỡ nhẹ thôi. Rồi thử tiểu cũng không có gì hết. Có viêm khớp, thoát quá khớp gì không? Không. Là bắt đầu cái bác sĩ kêu bây giờ CT. Mà CT thì nằm không được. Nằm xuống một cái cũng như là ai mà lấy dao cắt miếng thịt đó là chế nước sâu vô vậy đó. Vậy hả? Nằm xuống là nó nằm không được. Đau hả? Châu nó nhức, chịu không nổi, nó nhức. Ngồi mà. Nó nhức mà nó vừa nhức nó đau mà nhất vừa chỗ thấu. Nào? Sau lưng à? Cái chỗ sau lưng này nè. Vậy hả? Nằm xuống là đau. Nằm xuống là nó không đau. Không CT được. Không CT. Bác sĩ kiểu gán bây giờ còn mới gán buổi chiều. Qua buổi chiều cũng không được. Chụp hình chỗ đó mình có thấy gai có gì không? Có gì không? À, có CT đâu có được. À, không được hả? Tại vì nằm không được. Bác sĩ kêu nói còn mấy miếng mà buổi sáng không được, buổi chiều. Buổi chiều nằm cũng không được nữa. Bác sĩ nói vậy thôi cũng như thôi rồi bó tay luôn rồi chứ sao giờ. Rồi mấy chịu không nổi thì ra ngoài, ở những gái ngoài có 3 bữa là đi về. Nói người ta giờ chịu không nổi tính ở ngoài tuần lễ. Rồi nói thôi con ơi giờ mày chịu hết nổi mày về mới được. Chứ bây giờ chụp CT không được. Bác sĩ nói nếu chụp CT rồi mới thấy làm sao, mới biết. Cái không được thôi đi về. Đi về cái sau người ta chỉ mấy ông qua ông thầy mình hút thuốc. Ông hút hay lắm. Rồi chỉ qua bệnh rồi cái ông coi mạch. Ông nói là cô bị tại đó. Là ông thầy hút thuốc nam hả? Ông thầy hút thuốc nam, ông bắt mạch. Ông nói cô bây giờ là không thể nào uống thuốc được, uống thuốc không bây giờ hết. Vậy luôn hả? Ông nói cô phải, cô đi với ai, nói đi kêu xe ôm đi. Ông nói bây giờ cô về, cô kêu người nhà đi, đi với cô. Đặng mà lằn chân lấy da mới được. Tức là ông gửi cho cô hay là ông chỉ cho ông thầy khác gửi? Ông chỉ cho ông kêu gửi. Ông chỉ cho ông thầy khác gửi cho cô? Chứ ông không chỉ bắt mạch, không biết ông thôi. Ông chỉ bắt mạch là ông hút thuốc thôi chứ ông không có làm cái chuyện này. Vậy hả? Rồi bắt đầu cái qua phía sau qua, ông mới chỉ lên cho mình năm chỉ đường cho đi. Đi lên năm kia thì ông cũng có mạch, ông biết. Ông cũng có mạch luôn? Có mạch. Ông biết.
rồi không biết nó thôi, tại vì người ta dặn có đi thì mua hai chứng ngỗng đem theo hờ gì đó, hai chứng ngỗng đem theo, ừ đem theo dặn hờ có thì người ta lăn cho mình lăn, còn không có là thôi. Rồi bắt đầu cái ông coi ông nói vậy thôi xuống dưới luộc hai chứng ngỗng đi, là cô tự đem cái hai chứng ngỗng cô luộc luôn. Mình đem luộc cái ổng để cái lá phép nhỏ để vô trong nồi đó, mình lăn lăn hút ra đó, tức là để vô cái lá phép vô trong cái nồi đó trong lúc mình luộc chứng ngỗng nha, là mình để chung vô luôn. Để chung vô luôn. Rồi sao nữa cô? Rồi thí dụ ai lợi thì cũng luộc chung một cái giấy đó đó. Dạ. Có phép tự chung đó đó. Vậy ha. Cái bắt đầu cái lăn mà nấu khoảng là gần tiếng hồ thì vớt ra cái mình đập mình lột. Dạ. Lột đem lên cho ổng. Cái ổng lấy cái bọc túi quay đó, ổng bỏ vô đặng mình lăn đựng bể đó. Dạ. Ổng buộc lại rồi ổng kêu vô trong phòng lăn đi. Ừ. Lăn người là đi theo lăn, chỉ là theo lăn. Lấy cái bọc cũng cái bọc bỏ vô bọc cái lông, bọc nhỏ lại, hộp cột chứ lại. Để lăn. Trong đựng bể đó, đựng thò bể là. Dạ dạ. Cái bắt đầu cái lăn ra rồi thật là đẹp ra. Đem ra cái mình mới nằm xuống, cái mở hai chân ngỗng ra để trên bụng. Dạ. Cái lấy da đỏ ấm đậy lên, cái ngồi ngay bên tổ không? Là bên chấm quan á nha. Dạ là ông thầy đó là người Việt hay là người Cam? Người mình. Dạ. Ông để lên bàn tổ chấm quan. Bàn tổ chấm quan. Ừ. Rồi ông giấy. Giấy. Ông thấy ông ngồi chắc đốn giang giấy. Ừ. Ngồi đó đó rồi mồ hôi ông nói. Ông nói chừng nào được thì lấy trứng xuống. Dạ. Trứng xuống rồi tự mình bẻ ra. Cái chén rượu đó ông để ngãi chấm đằng mình được dính qua mình đó. Ừ. Đừng chở vô lại. Ông chưa nhúng nước hai cái tay đi. Nhúng rượu đi. Dạ. Rồi bắt đầu gỡ bóp ra có gì chẳng không. Bóp ra thì nằm trong chồng đỏ đó, tức là hai cái trứng đó là ông thầy ông lăn cho cô hay là cô tự lăn? Mình lăn, tự mình lăn à, tự ông giấy hôm xưa rồi cô mình lăn, mình lăn cô lăn sơn cô lăn gì đó cô lăn tự cầm cái trứng cô lăn cầm luôn. Tôi lăn trước còn chị này thì bà lăn ở sau lưng giùm chứ mình giói đâu tới. Cô lăn sau lưng giùm cô. Là cô lăn trước cô lăn sau hai cái trứng đó. Hai trứng đó cô lăn xong rồi cô mới trình lên cho ông thầy. Đưa lên cho ông rồi ông kêu thôi để trên bụng đi. Dạ. Để trên bụng, để bụng luôn. Để bụng. Nó rút ra nhức vừa không nổi. Nó rút ra luôn. Nó rút ra nhức vừa lắm. Tức là chạy. Để lên bụng. Cô có cảm giác là nó nhức luôn. Nó nhức vừa lắm luôn. Vậy luôn hả? Cái nói giọng nói nhức vừa lắm chỗ nằm rồi. Cảm nói thì nó cho nó ra đi. Nó rút ra đi. Vậy ha. Nói vậy đó. Ừ. Bắt đầu bẻ ra là một cái dao nhỏ, nó nhỏ ngàn cái dao nó nhọn vừa lắm. Là bẻ cái trứng nó ra là bẻ cái trứng ra. Có một cái dao thì nhỏ mình cầm luôn, ổng kêu nhúng tự mình bẻ. Ổng kêu nhúng cái tay rụ đặng mình cầm nó đừng có vô mình lại đó. Cái đầu cái ổng kêu cô nhúng cái tay vô trong cái thau rụ của ổng ha để mà mình bẻ cái trứng ra. Bẻ trứng ra có gì nó không có rút lại. Đúng rồi rút lại đó. Rồi cô mở ra cô thấy gì? Thấy là một cái dao, cái dao nhỏ. Ừ. Như một cái cuộn miếng cước chuồn nâu mà nó xé dây xây lộn lại luôn. Giống như dấn lộn lại cái miếng cước thái không? Nhôm đúng không? Đó, chôm nhôm đó. Là mở ra là thấy một cái một cái khúc gì nè, khúc cước chuồn nồi đó. Ông nói là cái này muốn qua khối u rồi đó, ông dòm không biết. Vậy luôn hả? Ông nói là cái đó nếu cái mà đó chảy khối là u đó. Chảy là qua khối u đó. Là lên khối u não luôn. Ẩn vậy ta? Thì đó. Rồi cái dao nhỏ đó là cỡ bao lớn? Cái dao nhỏ nó nhỏ xíu à. Xíu mà nó nhọn nha. Ừ nó nhọn. Cái dao nó nhọn. Cái hình dáng giống cây dao hả? Thì nó y gan cái dao luôn. Vậy hả? Giống cây thương vậy hả? Ghê vậy ta? Giống cái thương vậy đó. Ừ. Nhọn vậy đó. Bắt đầu cái xong rồi. Lấy rồi bắt đầu mình cần trình có quyền rồi xong mình về. Về rồi bắt đầu có qua mấy buổi sau xong nó còn nhức quá nhức. Nó nhức còn chịu không? Tôi nói tôi nhức hồi nào giờ tôi mới biết cái này. Lấy xong rồi mà còn nhức hơn nữa hả? Còn nữa. Ghê vậy? Ừ. Nhất một cái tôi muốn khóc luôn, không lấy mà khóc cây dao với trước ra rồi còn miếng gì không? Thì lần sau là lần sau tức là cô về trong xưa rồi đầu vài ngày sau nó ngày sau còn nhất nữa, tức là nó khỏe được mấy ngày rồi mấy lấy, ngày sau nó bớt vậy thôi lấy đầu là bớt đỡ nha. Dạ. Qua ngày sau mấy ngày sau dần nhất lên dữ lắm, cái Hòa nói với ông nữa không cấm ông nói gì đâu mà hoài vậy, cái gì đâu mà có hoài à. Ừ. Nó không biết nữa, chỗ nằm giờ còn chịu hết nổi, còn nhất dữ lắm, nhất luôn, nhất ban đêm mà con nằm không được luôn đó chú. Dạ. Nói gì đó. Cái ông mới nói vậy thôi luộc trứng đi. Luộc trứng nữa. Luộc trứng. Là lúc đó cô đem qua thêm hai trứng nữa hay sao? Đem hai trứng tại mình thấy trong bình là trứng ngỗng mới được hả chứ không phải trứng vịt trứng gà hả? Trứng ngỗng là nó lăn ra mau lắm. Trứng ngẳng trứng ngỗng là vậy ha. Tại vì nó là kỳ con ngỗng mà. Trứng ngỗng lăn trứng ngỗng nó hút nhanh hơn trứng gà vậy nha. Nhanh hơn trứng gà. Dạ, là ông thầy nói vậy đó hả? Ông không nói nhưng mà tại vì tôi biết dạ, trứng ngỗng tại vì thường người ta có người ta kêu á nuôi ngỗng để mà chịu tà đó ha. Chịu tà đó. Có gì la nó thấy được vậy đó. Yeah. Rồi bắt đầu chú biết không, cái quà nữa lột mà lần sau nữa cái là ổng cũng kêu lột vậy đó. Yeah. Cái đưa cho ổng bỏ ổng bọc cái vô lăn. Lăn một lần rồi lấy cái miếng da trâu làm cái nhẹ cái bụng đó,
là lăn lần này là lấy cái miếng da trâu. Cô lấy ra được cái miếng da trâu luôn. Da trâu dư 5 cây kim. Trời ơi, tôi nói với chú ăn 5 kim nó nhập lại một nó xét hết trơn rồi nó dính 5 cây. Hay là cái này không biết nó không biết có lăn lại nó gom lại không biết nha. 5 cây kim luôn. 5 cây kim luôn. Trời ơi, tôi ngồi không được bởi cái tức là nó nằm trong cái trứng ngỗng đó là cô lấy ra là trời ơi mới có đụng. Bó là hay là nằm rời ra. Nó nằm xuôi theo trứng ngỗng. Nằm xuôi theo ngỗng. Mới có đụng trứng ngỗng là nứt cây kim tại nó dài đó. Là cái trứng ngỗng đó là phải là chính của cô đem lại không hay là của ông thầy? Tôi đem lại. Cô đem lại cô từ luộc luôn. Ừ. Ông có đụng vô trứng ngỗng vậy? Không. Mình mua. Vậy hả? Mình nếu như vậy mới là khác nha chứ còn mình đưa cho ông thầy ông luộc là khác nha. Mình luộc hả? Là cô tự luộc, tự mình luộc, tự mình luộc. Đúng bộ đó sao? Lăn trong xưa là lấy ra được một miếng da trâu. Ừ, dưới 5 cái kim. Trời ơi, mấy bớt cái bụng trong này đó, thôi tôi ngồi không được. Bưng chân cơm ăn cũng không được nữa. Ừ, ớn gì? Trời ơi, ngồi xuống lạnh nó nhức gì mà nhức. Thôi, đứng ra mới được, ngồi giống cũng không được luôn nữa. Mà ta nằm không được, mà ngồi không được, mà đứng cũng không xong. Tôi nói giờ sao mà hai bên nó y ăn cái đống chà trong bụng vậy đó. Quá chừng nó nhức chịu không nổi. Mấy cái đó nó đâm vô mình. Thì đó, nó đâm cho chịu nổi. Rồi đó là... khi mà cô làm như vậy lần thứ hai rồi đó thì cô về nhà cô thấy sao? Thấy khỏe không? Thấy nó nhẹ dữ lắm. Nó ngồi đó nó giẫm được, nó bớt đâm. Nhưng mà mình này hen có lần sau nó nhức nữa. Nó nhức đi thêm lần thứ ba nữa hả? Lần thứ ba nữa. Dạ. Ông năng đi, ông giẫm chịu làm đó. Ông nói người ta lấy một hai lần là mà muốn chết rồi đâu mà lấy hoài vậy. Cô đưa điện thoại cho cổ đi. Rồi là cô số đi số thứ ba cô gặp ông thầy, cô năn nỉ ông thầy. Cô năn nỉ ông đó, nói chú Năm à, con giờ nó thiệt, con đêm sáng đêm nay mấy ngày nay con ngủ không có được. Rồi giờ nó còn nhức dữ lắm, nhức con mới qua chú đó. Con tính con hôm qua mà giờ này chưa rồi, mà thấy chịu hết nổi con mới qua chú đó chú Năm. Nói ông quá chừng nói cái bắt đầu ông... cái tôi chuyến đó tôi cũng không thèm mua, tôi sợ ông không lấy, không chịu lấy. Cái chỉ mua. Tôi mua đem sẵn. Chỉ đem sẵn. Mua chứ ngỗng đem. Chỉ đem mua đem theo. Tôi thấy tôi nói thầy qua không biết ông chịu lấy không nữa tại ông nói lấy tao một hai lần dữ lắm rồi hai lấy hoài. Rồi bắt đầu cái ông nói có đem chứ ngỗng theo thì luộc, ông mới luộc vô luộc đi. Cái bắt đầu tôi luộc. Luộc rồi lăn. Lăn là tưởng sao? Một miếng da trâu nữa. Đâu không? Cái này nó cố tình nó giết tôi đó. Cái ông nói quá trời ác. Ông nói gì sao? Ông nói sao mà ác? Cái tôi mới nói thầy chú Tâm thấy không? Tại trong mình con biểu chịu hết nổi. Con mới qua chú đó, con nói thiệt chứ nếu mà còn ít ít con không qua chú đâu. Mà chịu con hết nổi con mới qua chú để chú nó không có. Tôi nói chú ổng vậy luôn. Cái bắt đầu ông nói sao mà cái con này mình ác dữ vậy trời. Sao mà ác quá từng cái này quá cố tình rồi. Ngoan cố dữ lắm rồi. Ông nói gì đó. Rồi bắt đầu lấy một cây đinh với một miếng da trâu. Là cái bụng nó mới bớt căng tới giờ luôn á. Trong đầu nó nhức. Cái miếng da trâu vô là tôi mới biết là nó nhức. Ở dưới tôi thì hen. Hai người là chết hai người đó. Là cái miếng da trâu á. Cái da trâu là cái lợi hại nhất đó hả? Lợi hại nhất luôn đó. Rồi ông thầy ông gỡ cho tôi ông nói là cái đó là do cái bị cái bùa gì không? Bùa của người nào? Rồi? Ông không nói, ông không nói. Ông không nói bùa của ai chứ? Của ai chứ hả? Không nói. Ông chỉ nói là nhỏ này thôi hả? Ông nói là con này nó quá cố tình, nó ngoan cố dữ. Tức là ông chỉ biết cái người đó là nữ thôi. Biết. Ông nói bùa trà hay bùa miên hay là bùa lú ban hay là bùa gì? Cái đó đó. Tôi không nghe. Ông nói bùa này bùa trà. Vì là ông thầy là ông nói là bùa này là bùa trà hả cô? Bây giờ trong mình tôi bây giờ nó còn chăm đầu không, nó không bị hiểm là nó cứ gần đầu. Bây giờ cái lưng còn, bây giờ cái bụng bên đây còn nè. Bên này tại bùa hổm nó chỏi hai bên là cứ ngắt cái bụng luôn. Mà lấy bên 5 cây kim bên này là thấy nó nhẹ. Nó đỡ nhưng mà bên này đó hen là nằm xuống là nó quận nó ghê gần. Nó tê cái bụng chân Nó gần bụng. Giống một cái ở trong xa này nè. Mấy hổm gài đen khoảng chừng một tuần lễ nay là người ta chỉ nằm chân rồng đó. Ta nói mấy người bị thói quá nằm chân rồng hết. Như bị chèn nhép một kinh đó. Chèn ép một kinh là nằm cũng hết. Mà tôi nằm cái gì sao nó bớt trở lại làm hoài cô vậy có bẻ chín lộ gai mà cô nấu rồi cô tắm rồi chưa cô xong rồi không có mà xong lần nữa chín lộ gai đó rồi cô có làm không bộ hổm cô làm mà sao thấy nó bớt rồi nó trở lại nữa đó gì hả bây giờ tôi thấy nó còn nằm trong mình đây nè bây giờ thấy nó sao trong mình thấy sao bây giờ thấy nó bên này nè bên này nặng bên này nè giống như có em bé này hay gì nó càng nhỏ nó càng nhỏ thấy nó đụng lên hay là thấy nó nhỏ gì đó rồi cái nó gần qua đây còn cái lưng đấy là nó chầm chích ra hả nó làm như nó quận chấm vậy đó còn ở sau đấy hen mà nằm bên đây giảm thì bắt đầu nó chạy qua nông bởi tôi nghe bởi cái clip nghe chú hai nói là
trong mình nó có ngải, nó chạy chỗ này chạy chỗ kia đâu chỗ đó. Vậy ha. Thì cô uống cái bài thuốc bạc hà núi với lá đủ chưa? Hôm đó uống rồi. Cô uống chưa? Có. Tại vì cái bài thuốc có đó, uống rồi. Hôm đó tôi lên cho lỏng cho thành. Có nhiều người ta bị giống cô chăm chích này kia, tôi uống nó cũng hết đó. Nó uống cái giống gì cũng vậy, không có. Thôi đi bác sĩ, đi thầy hốt thuốc là uống bệnh thêm đó. Cho cô hỏi là cô có cái ăn quán giang hồ gì với ai không mà người ta tìm đánh hại cô dữ vậy? Không hết chân, nằm xương rồng ngăn nằm cứ đỏ lưng cái chân luôn, nó chán nằm. Cái bây giờ đó, bây giờ cái nghiệp của cô, cái căn cái quả của cô. Dạ. Bây giờ người ta mới ghét thù cô. Vậy đó. Ngày xưa cô làm gì cái những cái thằng hồn đó đó, những cái thằng khác đó đó. Dạ. Kiếp này cô làm hai trở lại. Dạ. Thì nó phải thù ghét cô, làm nó phải làm cô thôi. Dạ. Thôi bây giờ hôm nay mình có hết rồi. Lần này lên đây là mình có hết đó. Dạ dạ. Mà cô phải quy theo Phật và cô phải tu. Phải chai lạc có được, chứ không phải chai lạc là không có mặn đó. Chai lạc không được. Chai phạt phải lại cúng kiến thầy tổ đâu. Đó đó, cúng kiến. Không ông thầy nè. Dạ dạ. Đó, có. Căn bản và được lại. Cái mà nó khổ tới nơi rồi. Đúng rồi, dạ. Không thì cúng ngày ba thời luôn á. Rồi cũng được. Dạ. Rồi ăn chay thì ăn chay cả hai gần 20 năm nay rồi. Rồi. Dạ. Có ăn chay luôn ha. Tôi ăn chay hồi lúc là tôi hồi tám tám mấy là nghe. Tôi không nói dạ. Với ông bà cụ tổ tổ phụ cụ cô di chuyển gì đây. Dạ, cứu dạ. Những cái hiền hiền lương. Dạ. Cái có căn bây giờ dắt cho các phần căn mà tu hiền mà bằng này thôi. Dạ. Cái phần không có căn mới đi chỗ khác đó, không có bằng dạ, được dạ, đâu. Dạ. Cái này nó chơi phép này quá nặng rồi, mà nó mạnh đó. Dạ. Nói là không chết không đó, nghĩ là chết này. Nói là sử dụng mới cứu cái bệnh mà ở mà ấy nè. Dạ. Nên đây là cái bệnh đó là đi sáu ông thầy bằng mà thầy bằng cái bệnh nó đụng bệnh nó 3 ngày thầy lên đường. 3 ngày lên được mà thì nó giật sáu ông thầy rồi đó, chứ được sáu thầy giữ luôn á. Dạ. Nhờ cái phép đó cho con bằng giữ thôi. Đó, vậy vậy hả? Dạ. Thì mang cho có khỏe thôi, có về bữa vài bữa có lên đây mà có. Ở mà sỏi á. Dạ. Yeah. Nhận chữ. Thằng thầy được á, bệnh đó là thằng thầy phải lên được 3 ngày, phải lên được 4 ngày, phải lên được thằng thầy, thầy nó phải chết. Yeah. Là 6 ông thầy hả? 6 ông thầy, 6 ông thầy á, thằng thầy đó giữ 6 ông thầy. Vậy hả? Ừ, bệnh gì nè. Ừ. Mà gớ cho mặn là thằng thầy diệt chủng liền, diệt thầy lên được. Giỏi cái nào cái đấy còn phải chết. Bên lên đây nó phải quy tàu phục à, tổ việc à, thầy tổ à. Nó thật quay được. Phải màn này phải tu phải niệm Phật. Dạ, dạ. Bấy cổ quyền bấy cổ mình bấy độ mình bấy còn sống bấy bấy dạ. Cái màn này các bạn mà hạ ngon sáu sáu được các bạn thượng không? Dạ. Đó là bên người bấy hay bấy dạ. Bấy tài. Dạ. Phải không? Dạ. Vậy thôi vậy được rồi. Bởi gắng cũng cố gắng dữ lắm. Mình thấy mình bệnh đau đúng, mà cũng đúng giờ gắng mà. Cố gắng dữ lắm luôn. Đúng giờ mà cho cô. Dạ. Dạ. Coi như là vậy cô bác cứ niệm Phật đi. Dạ. An toàn niệm Phật cây dưới đài đi theo Phật cổ cha mình là mẹ mình. Dạ. Cha mình là Phật là cha mình là mẹ mình thôi cứ quan này cứu quá không cái không có hàng gì bất sư là mà dễ dễ thì mà được đâu. Dạ, dạ. Không giờ đây cái này thôi cái cha là mẹ thì chỉ có bằng này thôi. Dạ. Thì thôi cứ bác yên trí vì mình đi đứng nằm cũng phải trong tâm mình niệm Phật hoài dạ, mà dạ. Mãi khi mình thức mở mắt ra phải niệm Phật nhiều khi nằm ngủ được nhớ niệm Phật hoài như vậy thôi đi vô mặt niệm mà thoải mái quá dạ. Thôi có căn duyên chuyển ra đây dạ có căn duyên mới chuyển ra đây gặp thầy ngồi chút nha ngồi đây sáng dạ. Ấy con làm bệnh người ta đâu có như cô gì. Trời ơi, chú lấy rồi chú ói đấy, ói không ói dài ói mặt mày đỏ thư hết trơn trọi luôn. Nó quá dữ là thôi sợ. Tối ngủ thấy hai ông đè chú luôn. Dạ. Yeah. Ừ chú nói là con sợ rồi giờ con chạy chú kiếm ấy cô kiếm thầy xác để con chạy cô rồi đó. Tức là hai ông thầy đó đè chú luôn. Ông dài dài ta cũng làm đó. Lỗ yeah. Một cái ông nó mặc áo sọc cargo với một ông kia mặc đồ gì đó. Ông là hai ông lại đè luôn, đè bằng chú bệnh mấy ngày trời hen rồi bà già đi nấu nước xong rồi cạo gió ô thôi chú nói thôi con sợ chú cô dữ lắm rồi đó tức là thầy ông thầy là sợ đó thầy đó là... mấy người chạy rồi đó nhiều người chạy lắm thầy luôn thầy đó giật lại lại cái chú đó tại chú đó yếu vậy luôn hả ừ tấu là hai ông thầy là giật luôn đó hết sức ha nó chạy luôn đó còn cái bà lấy rồi cái nói thôi nữ ơi nữ bảy chạy nữ rồi nữ đi kiếm thầy khác đi bà ói trời ơi bà lấy rồi bà ói thôi bà ói mặt mày bà đỏ từ bà ói dữ lắm bà ói luôn nó thôi nữ đi kiếm chỗ khác đi bà chạy nữ luôn rồi dạ nhiều thầy chạy dữ lắm luôn vậy là cô cũng nhiều thầy chạy đó ha nhiều thầy chạy. Là mới chạy về núi gặp thầy hai đó ha dạ cái ca này hơi căng cái ca này hơi căng nghe thầy hai ca này hơi căng đó nhiều thầy dạ sáu thầy lên đường á đụng tới là ba ngày là lên đường một ngày lên đường sáu thằng thầy rồi đó lên đây còn mằng mà dạ nó sợ nó đâu ở chỗ nằm mằng này sợ ấy
không ai 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 bằng cha mình đâu. Dạ. Thằng nào qua cha không? Dạ. Bởi ông Năm bệnh là ông chạy, ông nói à, ông không chạy, ông nói thôi đi. Bệnh gì đâu mà cái gì mà mới lấy đấy, hai lần rồi rồi dạ, vô nữa. Dạ. Ông không dạ, dạ, để chờ đúng giờ thì hai sẽ làm việc cho cô ha. Dạ. 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 Dạ dạ dạ. Chờ chút đi, đúng giờ mới được. Đúng rồi, dạ. Ngay dạ. Mà xin phép ông bà vì con có việc là bị hốt con bệnh và con ở trần. Và khi các ông bà cũng vui vẻ thì một bệnh với con. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Phật, tổ hại chứng minh. Rồi thế là theo ngọn thao lên coi chừng té rồi rải không rải rồi. Bây giờ nha. Đây đây. Họ gì? Họ Phạm. Họ Phạm. Thì bây giờ cái này xài quy được kem. Quan trọng là niệm Phật. Niệm Phật ở trong tâm. Và các việc các cái định hành Phật. Thì ông thầy ông nói sao cho nó vào cẳng, nó làm nó tự nhiên, nó làm sao làm chạy nó nha. Dạ. Đừng có nghe lời cho thầy, vào cẳng làm sao làm chạy nó. Đó là sao quy luật. Và con điều thứ nhất, con khinh kính nể và thầy tổ và tam thánh tổ. Giữ sát con và giữ sát người bệnh kỳ điều. Điều thứ hai, đứng bốn hướng và tám hướng thần quan chứng minh. Vì thời buổi khó khăn bằng bệnh dùng lời nói tiếng nói chăm quan cũng vui vẻ và vui lòng với con hiện nay. Cầu con trên và thầy tổ cha mẹ chứng minh và về xuống tới hành trần. Xin kính nể nhà Hồ Nguyễn điều duy nhất. Hả? Nhà Hồ Phạm điều duy nhất. Nhà Hồ Phạm và cổ quyền nhà Hồ Phạm, ông bà thổ phụ nhà Hồ Phạm và cha mẹ nguồn gốc ông bà thổ phụ quá cố lâu đời bảy đời chính kiếp năm non bảy ngũ cảnh chứng minh đông tây nam bắc bốn biển rồi một trăm giáo nguyên kính nể bà tổ cô bà mẹ sanh mẹ đỏ xin xuống xây hoàng cung. Và con xin cây cắt cái phần căn này, cắt cái phần hầu hiểu sớm mà cái ám hại này ở trong thân thể này nằm nó chạy tùm lum nè, bây giờ nó xuống cái bụng lum rồi thì cũng nhờ thầy tổ và đuổi xuống nè. Cẩn thận nó sao được gì thằng linh đệ tử nó sao gì nhờ thầy tổ đuổi xuống này đi bệnh này đi cắt thầy cắt vô. Vì ám hại là nó yếm một cái phép này, khi cái phép này khi mà hết rồi cái nó yếm nữa, đầm nữa, nó hoài rồi hoài. Nó hại cái xác này không, nó khổ hoài. Cũng nhờ cắt chứ thằng chứ thánh, mấy ông lấy ra nè. Đúng rồi kìa. Rồi, đây giờ ngon nửa tú. Diễn xác là hay, nó khai xác vô. Ngon xác là nó giáp, bữa nay mà chết, xác vô. Xuống khô hồn xác ra, xe đồng phạm thăm dịu ngàn năm nhận còn, thì thấy ông này tử tao. Xác vô. Không nhanh nhất được, buộc thôi, sát vô. Xuống thập. Xuống vô. Chói đầu nó coi, phải không? Chói đầu vô. Sát rồi vô. Sát rồi, theo Phật là sát vô. Theo Phật sát rồi, niệm Phật sát vô, tao cho dạy lại tự đầm này, là tự đâu dạy, trong một nửa thì không còn được, chẳng được rồi. Mà không nghe dạy cho ba tiêu ủng hộ rồi. Không nghe giết mày luôn ha. Xuống ha. Nhanh vô. Chật chuyển mạnh vô. Chuyển vô. Mấy bạn đừng nói mà không sao đậu đánh à. Xài được cầm móc. Hai. Ba. Trời. Trời. Ông tiên bất khách quân đảnh thần dân ơi chó này vô tôi xuống chó đâu rổ bác khác ha chó đâu đi
thưa anh cái à. Chỗ đầu vô. Chỗ đầu vô. Thôi. Được chết. Chó rồi. Chó rồi mày. Cứu rồi. Mắt ra chút. Mắt ra chút đã. Chút nào. Chút nào. Bây giờ nó tụi mày ghen theo tao mười mấy năm nay. Mày phán người ta, mày hành người ta. Mày nghe lời ông thầy mày. Thôi bây giờ đi theo thầy làm gì nữa thầy. Là thầy nói cho nghe bây giờ thầy cho ăn mặn. Ăn mặn cũng được, ăn lạc cũng được. Ý vào theo theo bà phải niệm Phật. Chuột tổ là mình từ xưa đến giờ. Đi phải đạp sát bỏ đi, bỏ đi nha. Đây là của việc chứng minh nha. Thầy đó chứng minh nha. Đi là ghép bỏ đi luôn nha. Đúng chết là chết. Đi là đi theo Phật tu. Với thằng theo Phật nè. Mà không bầu gì nhỉ? Mà hai ba thu rồi. Rồi. Nghe hai giờ hết đặng. Hết. Coi coi. Nó có đặng đâu nữa không? Nghe chưa? Còn hơi nói chỗ lên nó chưa hết ba bữa phép nó nhiều mà dạ. Nãy số 2 giờ nặng phải không tê phải không dạ. Chói rồi luôn thì rồi bị phép nó hơi từ pha để một chiêu thứ nhất là các thầy thầy tổ mà thâu dạ. Mấy ông đừng ở đây để thâu nè tổ ra thâu rồi có thâu luôn thâu ở đây mấy ông ơi ra để cây kiểm tra coi nó ở đâu về đó đằng sau lưng này đẹp không nó ở dưới cửa mình nó chạy rồi bắt đầu nó ba cho nó đánh nè này này đánh mới được vì cái 1 2 3 đánh nè cho nó chạy xuống luôn nè có thầy tổ thu luôn nè 1 2 3 đánh nè chưa đâu mà sao này vô mày thôi vậy vậy vô đánh một cái tiêu hồn thì nó sát ăn sát mạnh vô sát vô đi không đánh đập tại nữa sát vô làm như thế này không đánh sát vô đâu sao tại đó sát vô nè thấy không giờ này sát vô rút sát lại đi sát lại dạy nữa tiếng hồn mà lên đâu không rút sát vô luôn sát mạnh vô việc mạnh sau sát vô sát vô rồi có sẵn vào nó ha sát vô đi luôn nè mình ra nè đâu quá
xin mời được 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 chói đầu nó được, chói đầu lại sao kìa, chói đầu vô luôn, 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 sao đâu, chói đầu vô này, sao kìa luôn, sao vô luôn ở đây đây, chói, sao vô đâu, mình không được, thâu vô luôn, thâu luôn, thâu luôn nè. Vô luôn, nhát vô luôn, sát vô, tao cho hút chung người phải chết, sát vô, sát vô, nó bay tới đâu mà không thở ra không nhát cho đánh à, sát vô, sát vô, một, hai, ba, đánh à, sát vô, sát vô đánh bọn này chết, sát vô, sát vô. Đi theo Phật tu cháu còn lúc chết nữa nha, tính phần chết à, chắc luôn nha, phải cho hết luôn người luôn, mới gỡ cho được chết à. Nói cho nó có nói là thâu là tôi không có sao hết như vậy rồi, một hai ba thu thập bên chè rồi hai giờ hết đây đó và được xem cái nào đau đầu đau phải không, nó trên đây nhìn cổ nó nhột quá trình còn nó không dạ, nó nhột trong mình nó làm đau quá nhột cái chân dài nè giờ nó ngục nó đang giờ đang rồi rồi quay đứng à, một hai ba bốn tám hướng nè, tám hướng nè, bốn hướng nè, 18 hướng thằng quan chứng minh nè, đánh đổ xuống cho này để lấy cho một chiêu nè, để cho hết hết luôn coi nè, đánh nè, nó trong xí ngộ hoàng cung nè, xuống chạy rồi nó nhẹ 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 bắt giờ nó Thank you.
kiểm tra nó có nó cho nào đâm đầu nó nữa đâu. Có cả kiểm tra gần trên đầu. Trên tay trên đầu được phải không? Gần trên đầu nhột. Nhột đầu. Chăm chăm như kim chăm. Chú phép là dữ ha. Dạ. Chỗ có ốc làm sao nữa? Tấu. Và củ quyền ở trên đầu trên thông con ngủ vô đây. Củ quyền nội ngoại hai bên chứng minh đuổi đó cho có cái chữ hết thì ra hết giờ trên củ quyền bà tổ cô rảnh cô mẹ xanh mẹ đậu chứng minh đuổi xuống sao thật chớ rồi đó cho con một lần nữa coi nhắc vào rút vô củ quyền chơi tổ cô rảnh cô mẹ xanh mẹ đậu đuổi xuống hết xuống hết xuống hết con cho phép luôn. Mau chắc rồi đi luôn chắc vô luôn của việc chó đâu tao bò rồi chắc ca của cô này là bị sao thầy hay? Sao bị cái phép mà nó yếm quá đâu. Yếm mà đậu quan này rất năng thầy giỏi ạ. Dạ, thầy giỏi lắm. Thầy giỏi. Bởi ai lấy cũng chạy hết trơn. Không có đâu có chạy được thầy, thầy hiếu khoa không chạy được. Nhưng mà phải... lấy chắc là. Nãy giờ là thầy hay là coi như là dùng hết nội công ha. Lấy lõi dữ lắm luôn. Rồi mà cổ nó cổ còn đau đau trong bụng là sao thầy? Không, bởi vì nó chơi hai loại. Dạ. Hai loại đó, một loại đâu. Không hai loại bùa đó thầy. Hai này cây rồi nó chọc nữa. Dạ. Cái đó ngãi nó buộc thằng ngãi vô. Sổ ra. Vậy là gì nữa là thầy bằng hết rồi thử độ là ngọt sắc là chua đẹp. Bây giờ nếu như đắng hết cho mà ngọt sắc. Dạ. Vậy cho thử độ. Vậy là mà cổ thầy có đưa cái thuốc gì cho cổ nữa thầy hay? Chút là chút nữa đi hút thuốc đi. Hút thuốc. À. Hút thuốc sổ. Thì mà hút sổ cho cô. Chút nữa con này là cho nó chỗ về cô uống từ số hả thầy? Không ở đây chứ, anh em mặc luôn à. Ở đây mặc chỗ đây giờ ở đây mà. Yeah. Có đâu có gì được. Đang bằng bệnh có sao có vô cho cô về hết được cô về chứ. Tại mà có rồi. Có đêm nay ở đây à. Phải ở đây chứ đâu có gì được. Mà giờ mặn nó đâu có gì. Tôi về không được. Là cô về về cho mấy cô nào phải ở đây giật chiến rồi. Ông cây biến ông tầng thành nó bỏ ông của mình ở nhà. Hết rồi không được đâu. Quan trọng cô phải ở đây cho hết rồi nó có gì được. Dạ. Cô Linh ta bãi ở đây đi rồi hết bệnh hay hả về. Dạ. Vì là cô phải ở đây đi nữa. Ở đây đi, lấy cho nó hết bệnh là về. Mày nó làm lo nhiều quá. Sao? Vì là cái ca này nhiều quá cho nên phải ở lại cái này hả? Ở lại được, bên này nặng mà bên đây đụng ổ nó rồi, phải làm cho nó tới tay chứ. Đụng ổ rồi thầy. Đụng ổ. Dạ. Đụng ổ nó không làm tới tay, nó làm nữa hay chậm chậm nữa. Nhà mà nó tên là xong. Ca này quá căng quá gì vậy? Căng không căng gì nha, mình bạn cô kia đâu. Cô kia còn dữ hơn nữa thầy. Cô kia ăn thầy gớ là 6 thằng đó. Mà con đấy đang bằng có. Dạ. 6 thằng đó. Là thầy dữ luôn. Hôm qua là có cái ca đó đến gặp thầy sao thầy? Ca đó ở mà ở đây là Kiên Giang hả? Kiên Giang. Gạch Sỏi hả? À, mà ở Tây Ninh. Dạ. Ca đó bị gì thầy? Cũng bị phép tắc nữa. Dạ. Thì thằng em chồng dành đất đai nó yếm một cái nào đây cả chục năm nay đâu hết bệnh đâu. Em chồng dành đất đai mà yếm gì vậy? Hai cục chạy qua chỗ bụng bằng gò lấy ra hết đau. Rồi chứ cũng còn phép tắc thì rửa hai bữa lên ăn cho thuốc cho. Là lấy ra hai cục luôn hả thầy? Chục ra lấy ra, mấy không lấy ra, như nãy lấy ra là hết rồi, không còn đau. Dạ. Lấy ra là mấy cái phần đó phải tu. À, phải khuyên cái phần đó về tu nữa. Ừ, phải sợ khác á, người đó phải tu niệm mới được. Dạ. Còn phải bằng này bằng cuối mà. Ừ, coi như là giúp xong xuôi phải về phải gắng lo tu niệm chứ. Tu niệm á này, tu hiện ha. Vậy thôi. Có đâu có sai. Tôi đi không có coi thằng ăn đã có người theo ủng hộ. Tôi nè. Ờ, ủng hộ à. Rồi bữa nay là sổ đó chút nữa đi anh đi chở đi bộ thuốc. Cổ có cho ông xã theo rồi bà ủng hộ qua rồi đừng thấy thằng bà vô đi.
Thì gắn đợt này hết bệnh là giờ gắn hai chồng tu cúng lại đi. Không, tôi cúng lại ngày thường. Cúng lại hàng ngày sớm với chiều mà. Vậy dạ. Thôi, vậy ngon rồi. Dạ. Vậy gắn mặn giúp cho không sao đâu. Dạ. Có phải mặn à mặn á. Sớm với chiều. Tôi định mặn cho sáng, cho lát này phải rửa bệnh chứ. Còn không sao.